Theo báo cáo của công ty trách nhiệm hữu hạn tập đoàn Sơn Hải, dự án cao tốc đoạn Nha Trang Cam Lâm gồm 3 gói thầu xây lắp, trong đó 2 gói thầu thi công nền đường, cầu, cống thoát nước, hầm chui dân sinh và gói thầu thi công hầm dốc sạn xuyên núi. Trong những ngày Tết vừa qua, công ty đã sắp xếp hơn 1.000 công nhân thay phiên làm việc 3 ca để đẩy nhanh tiến độ gói xây lắp 1 và gói thầu hầm dốc sạn. Không chỉ tập trung máy móc, thiết bị chuyên dụng và nhân lực, doanh nghiệp đã mời chuyên gia đồng hành sang chuyển giao công nghệ, hướng dẫn giám sát quá trình thi công. Nhiều công nghệ lần đầu tiên có ở Việt Nam về đào hầm làm giải phân cách cứng bằng công nghệ tự động thay cho giải phân cách lắp kép có gắn thiết bị chống chói. Thảm bê tông nhựa nóng tối ưu được áp dụng trên công trường đường bộ cao tốc Nha Trang Cam Lâm. Nhờ đó, công trình vừa đảm bảo tiêu chí kỹ thuật, tính thẩm mỹ, giảm nhân lực, đẩy nhanh thi công mà giá thành không thay đổi. Đặc biệt được sự đồng ý của Chính phủ và Bộ Giao thông Vận tải, Tập đoàn Sơn Hải từ bỏ chi phí ra để nới thêm 50cm nữa để đảm bảo tuyến đường cao tốc đẹp và an toàn hơn. Bởi theo thiết kế, lề đường cao tốc rộng 50cm, sau khi lắp lan can còn 20cm. Doanh nghiệp đề nghị Bộ Giao thông Vận tải cho công khai cấm biển bảo hành 10 năm trên tuyến để người dân tham gia giao thông cùng giám sát việc bảo hành. Trong thời gian vừa qua, là Tập đoàn Sơn Hải đã đầu tư những cái công nghệ rất hiện đại. Và có trong lĩnh vực giao thông đây, Bộ Giao thông đã cũng biết và theo dõi rằng có những cái thiết bị trong lĩnh vực giao thông ở Việt Nam chưa có. Và chỉ có nước ngoài những công trình nó cao cấp về đầu tư. Và quy trình thi công đỉnh mức cũng chưa có. Thì do vậy đơn vị đã nhập về và thi công. Thì trên cái tuyến đường đi nếu cảm nhận thì độ bằng phẳng. Thì mọi người đi trên đường thì đã biết độ cảm nhận đó rất là bằng phẳng. Còn về cái chất lượng thì không những lời nói đâu, mà Tập đoàn Sơn Hải đã có cái văn bản gửi Bộ Giao thông là cam kết những tuyến đường Tập đoàn Sơn Hải thi công là bảo hành 10 năm. Là kể cả trong trường hợp nếu có lưu lượng tăng lên và quá tải cũng không làm giảm cái trách nhiệm của nhà đầu tư, nhà thầu. Đến nay, giá trị thực hiện công trình ước tính 2.860 tỷ đồng, đạt khoảng 66% giá trị hợp đồng, vượt tiến độ 3 tháng so với hợp đồng và cam kết giữa tập đoàn với Chính phủ. Trong đó, gói thầu xây lắp 2 từ km 29 800 đến km 54 đã hoàn thành. Gói thầu xây lắp 1 từ km 5 783 đến km 29 800 đang được đẩy nhanh tiến độ. Hầm dốc sàn có 2 ống A và B, mỗi ống có chiều dài khoảng 750m, đã được thông hầm kỹ thuật từ cuối tháng 5 2022. Trực tiếp kiểm tra đôn đốc dự án Nha Trang Cam Lâm vào ngày mùng 5 Tết Nguyên đán Quý Mão, Thủ tướng Chính phủ đánh giá cao quá trình triển khai dự án của công ty trách nhiệm hữu hạn Tập đoàn Sơn Hải, nhất là tinh thần nói là làm và làm có hiệu quả. Theo đúng tiến độ là tháng 9 năm 2023, nhưng mà tập đoàn thì lại hứa là đến tháng 6, tức là rút ngắn được 3 tháng theo tiến độ. Cái thứ nhất là cái hoan nghênh. Cái thứ hai là trong quá trình làm thì có cái đề xuất cải tiến. Khi mà thực tiễn nó đặt ra là như thế. Cho nên là cái cũng tại cái cửa hầm năm ngoái thì chúng ta cũng quyết định là thôi ứng dụng cái công nghệ mới làm cái đường phân cách. Và năm nay thì đã làm xong và thấy là như vậy là nó phù hợp với thực tiễn, nó tiết kiệm, tăng không tăng cái tiền vốn đầu tư. Cái thứ hai là an toàn, và cái thứ ba là không phải chống chói nữa. Ba cái điểm đó rất là quan trọng. Dự án cao tốc Nha Trang Cam Lâm dài 41,11 km đi qua các địa phương Diên Khánh, Cam Lâm, Cam Ranh. Dự án được đầu tư theo hình thức đối tác công tư PPP với tổng vốn hơn 7.615 tỷ đồng. Do công ty trách nhiệm hữu hạn đầu tư đường cao tốc Nha Trang Cam Lâm làm chủ đầu tư, công ty trách nhiệm hữu hạn tập đoàn Sơn Hải thi công. Hiện tại các đơn vị đang tận dụng thời tiết thuận lợi, tập trung máy móc thiết bị tăng ca tăng kíp để nhanh tiến độ hoàn thành công tác đắp nền của gói thầu số 1 để thi công móng mặt đường. Dự án đặt mục tiêu thông xe vào tháng 6 2023 và bắt đầu thu phí từ tháng 9 2023. Ông Nguyễn Viết Hải sinh năm 1966 trong một gia đình nông dân nghèo ở huyện Bố Trạch, tỉnh Quảng Bình. Tuổi thơ của ông Hải như những đứa trẻ thời đó, thiếu thốn đủ bề. Năm 1984, sau khi tốt nghiệp trường Đại học Kinh tế chuyên ngành Quản trị Kinh doanh, ông Hải công tác tại phòng hậu cần, Công an tỉnh Quảng Bình. Nhận thấy ông Hải có khả năng kinh doanh, lãnh đạo đã bố trí ông trực tiếp làm việc trong công ty Nhật Lệ của Công an tỉnh Quảng Bình. Năm 1996, cơ chế thay đổi, công an không còn làm kinh tế. Ông Hải xin về theo chế độ 76 để thành lập công ty riêng kinh doanh theo luật doanh nghiệp.
Từ năm 1998 đến 2010, ông làm việc tại Sơn Hải với vai trò là giám đốc công ty và được bổ nhiệm vị trí chủ tịch hội đồng thành viên từ tháng 2 năm 2010 đến nay. Ông được xem như là một người có công chèo lái tập đoàn Sơn Hải trở thành doanh nghiệp có tiếng trong lĩnh vực xây dựng như hiện nay. Không chỉ kinh doanh giỏi, ông Hải còn là thành viên hoạt động tích cực trong lĩnh vực chính trị khi trở thành đại biểu Hội đồng Nhân dân tỉnh Quảng Bình hai nhiệm kỳ liên tiếp là 2016 đến 2021 và 2021 đến 2026. Ông cũng đưa Sơn Hải trở thành một trong những doanh nghiệp tư nhân tiêu biểu và lớn nhất của tỉnh Quảng Bình. Cái tên Sơn Hải dần trở nên nóng từ năm 2014 khi là nhà thầu công trình hạ tầng duy nhất tại Việt Nam, dám vượt mặt các đơn vị khác để cam kết bảo hành 5 năm các gói thầu của mình. Các tuyến đường đó thuộc dự án nâng cấp quốc lộ 1A và đường Hồ Chí Minh, bao gồm gói thầu số 10 và 14 đi qua tỉnh Quảng Bình, gói thầu số 6 đi qua tỉnh Đắk Nông. Trong khi các đơn vị khác chỉ cam kết bảo hành 2 năm thì Sơn Hải còn cắm các biển bảo hành 5 năm dọc các tuyến đường mà mình thi công để người dân tham gia giao thông cùng giám sát. Trong lần gần đây nhất, tập đoàn này cam kết bảo hành 10 năm bao hàn lún, bong bật với các gói thầu dự án đường cao tốc Bắc, Nam do doanh nghiệp này thi công. Không những vậy, tập đoàn của ông Hải còn chơi lớn về thời gian hoàn thiện công trình sớm hơn dự kiến cả năm kèm theo nhiều giải pháp sửa chữa triệt để. Nhờ thể hiện được năng lực và chất lượng thi công các công trình của mình, tập đoàn Sơn Hải đã có cơ hội tham gia vào các dự án nghìn tỷ khác của quốc gia như dự án đường cao tốc La Sơn Túy Loan đoạn qua tỉnh Thừa Thiên Huế có mức đầu tư khủng lên đến 11.000 tỷ đồng, dự án đường cao tốc Nha Trang Cam Lâm có quy mô 5.524 tỷ đồng. Cũng bởi sự chơi lớn của mình, ông Hải cũng như tập đoàn của mình cũng không ít lần gặp rắc rối bởi bị đối thủ chơi xấu. Thậm chí kẻ xấu còn không ngại phá hoại các đoạn đường mà đơn vị này xây dựng nhằm hạ bệ uy tín và chất lượng công trình mà tập đoàn đang bảo hành. Nhưng thực tế đã cho thấy, Sơn Hải từ lâu đã là một cái tên uy tín và được đánh giá cao trong lĩnh vực xây dựng, thi công. Không chỉ làm đường, Sơn Hải còn được trao cơ hội để làm những dự án lớn của Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn cũng như nuôi trồng thủy sản. Ông Hải và tập đoàn cũng nhận được rất nhiều huân huy chương và bằng khen cao quý của nhà nước cho những đóng góp của mình.